Loại này loại gì mà nó sọc quá, một bên các bác ạ. Một bên lá này nó sọc, bên này nó không sọc. Nó kỳ lạ quá đi. Đầu các bác ơi, đây này. Lá sọc nhé. Một dòng cỏ gì mà lá sọc đây, chưa biết cái tên của nó luôn. Đây. Ba cái lá một bên là đều sọc, bên này không sọc, sọc một bên, còn một bên rất là đẹp luôn. Đến thân của nó này. Đó. Thân của nó nhá, nó sọc một bên thôi nhá. Đang trên vách núi nhá, đang mưa các bác ạ, mưa nó đổ khổ lắm các bác ơi. Đời trên núi toàn vách đá mưa thế này, trơn lắm nhá, đi kiến lăn mà khổ như vậy đó các bác ạ. Đây là một dòng cái mặc hoa cái gì màu vàng vàng này, chưa biết cái tên của nó này. Lá của nó tròn tròn nhá, cái dòng này á, cái dòng này nở hoa màu vàng bên này nhá, hoa đẹp lắm đấy. Trên núi các bác ơi, toàn vách đá không, trơn lắm. Giờ thì sẽ xuống bên này thôi nhá, bên này nó trơn lắm thì sẽ xuống bên này thôi. Những cái tùng này rất là đẹp luôn, có cả những mục rồng và những cái lọng gì ở trên này. Cái tùng này đẹp lắm này, trên núi luôn. Có trực thăng thì lên trên này mà kéo xuống, không có trực thăng thì sao mà kéo nổi.